Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em Hiền sẽ hướng dẫn chúng ta một bài cơ bản. Bài cơ bản này là bài cơ bản 2 nhé. Chúng ta cùng bắt đầu tập luyện nào. Bài này rất dễ, chúng ta cố gắng thực hiện tập vài vòng trước khi vào nhạc nhé. Em sẽ quay cùng hướng để chúng ta dễ dàng tập luyện hơn. Bài này chúng ta cũng sẽ chia làm 4 tổ hợp. Và mỗi tổ hợp chúng ta sẽ có 8 bước. Chuẩn bị, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm lại nhé, chuẩn bị, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục, chuẩn bị, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ hai của chúng ta lặp lại như tổ hợp 1 nhé. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta kết hợp tay xoay tròn nhé. Em quay lại ngược hướng thế này để chúng mình nhìn tay của em nhé. Chuẩn bị nhé. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em làm chậm hơn một chút nữa nhé. Mọi người chú ý nhìn tay ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta làm lại thêm một lần nữa nhé. Chuẩn bị, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rất là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta bước sang tổ hợp thứ 3. Tổ hợp thứ 3, Wingle. Lên và xuống. Chuẩn bị nhé. Bắt đầu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình làm lại nhé, làm chậm. Chân trái trước nhé, chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta làm lại nhé, chuẩn bị. Bắt đầu nào. Chân trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ 3, chuẩn bị. Bắt đầu. Chân trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm lại lần nữa nhé. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo sẽ là tổ hợp cuối cùng. Chúng ta thực hiện bước chân quả chám nhé. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm lại nào, chuẩn bị. Bắt đầu. Trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái, phải.
Làm lại nhé. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 Làm lại lần cuối nào. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 Quay. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện lại nhé. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 Tiếp tục. Chân trái bước trước. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 Xoay. Tiếp tục. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Chúng ta làm lại một lần cuối nhé. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Chúng ta cứ nhảy xoay 4 hướng đến khi nào chúng ta thấy nhạc hết rồi thì mình sẽ dừng lại nhé. Chúc mọi người tập luyện thành công. Xin chào.